Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Ở trong cái video ngày hôm nay, bên Huấn Audio giới thiệu đến với tất cả quý vị và các bạn mẫu bát rời 30 của GCF. Con này có hình nó là từ 190 côn 76. Dòng bát sở hữu xương nhôm đúc, màng giấy gân vải. Và sau đây thì em sẽ zoom lại gần cho anh em mình xem cái tem, mà công suất trên cái tem của nó ghi. Em muốn bê lên lắm nhưng mà nó lặng quá, bê lâu nó mỏi thay, sẵn nó rơi. Đó, anh em thì nhìn thấy ở đây là công suất của nó là lên tới 900W là mức tối đa, và công suất trung bình ở một nửa là 450W. Cái vôn, cái dòng thứ hai đó này, anh em nhìn thấy này. Cái dòng vôn này, vôn coi, có nghĩa là nó chỉ thị cái quận tiếng bên trong ấy, nó là bao nhiêu. Quận tiếng bên trong con này là 3 inch, đúng không ạ? 3 inch, anh em nhân với 2,54 theo cái đơn vị của anh là chính xác, nó rơi vào tầm 76.2, nhưng anh em mình hay gọi là côn 76. Và cái body quizzer đấy, body quizzer răng đó, là tần số hoạt động của nó là từ 40 Hz cho đến 2 kHz. Như vậy thì anh em có thể hoàn toàn có thể làm con bát này là bát trầm được anh em nhé, bát trầm trở kháng là 8 ohm. Đó, trở kháng 8 ohm. Đó là những cái gì con bát này nó đang giới thiệu đến cho anh em mình cùng biết. Và sau đây thì em sẽ bê lên quay một vòng cho anh em mình theo dõi. Đây, từ nói nha anh em nhé, từ 190 dòng giờ CF bao giờ cũng thế, là chặt nhún nó được làm chìm ở trong xương con này đó. Đặc điểm con này là cái râu nó lại râu đen, nghĩa là râu bọc này anh em nhé, râu được bọc xương nhôm đúc màng giấy và quần tiếng côn. Đây anh em thì nhìn thấy là cái màu quay lại nhé, đấy màu vàng bằng chanh côn 76. Đây đến lượt màng bằng giấy gân vải hai sóng. Con giò xếp này anh em lắp cho nó full đơn 6012 hoặc những con tương tự như F12 của Martin thì đều ok. Hoặc em có thể chế cháo lên thùng theo ý mình, hai bát một tép, hoặc là một bát một tép, một bát một chung một tép thì đều ok. Sản phẩm này em đang có sẵn số lượng anh em nhé, anh em thể liên hệ đặt hàng. Do sản phẩm này bên em còn giao thợ nên bên em sẽ không công khai giá, và anh em chỉ cần để cái số điện thoại lại ở cái dòng comment thì bên em sẽ nhắn tin báo giá trực tiếp vào máy cho anh em. Và em sẽ dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền Tổ quốc đã theo dõi video của Huấn Audio. Và xin chào mọi người và cảm ơn mọi người.